Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trang cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Nông Thôn Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em trở lại với chỗ của anh Nhiệm chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình một lô phô mai tứ quý. Mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ anh Nhiệm, ủng hộ kênh Cuộc Sống Nông Thôn Hậu Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ lên quý cô chú anh chị nha. Chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình lô phô tứ quý hôm nay đến đó là với các cô chú anh chị cây bonsai lùng lực đế điều. Đặt ngồi đế luôn nha cô chú anh chị ha. À, với lại mình có hai phôi mai vàng nữa nha với cô chú anh chị. Nguyên một khối đế đặt luôn ạ. Chúc cô chú anh chị xem nét vui và chọn được những cái phôi ưng ý để mình về giới những giống mai mới ạ. Em xin phép được clip luôn cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào anh Nhiệm ơi. À, chào em. À, con cũng xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn ạ. Hôm nay con có về 10 cây tứ quý và hai phôi mai vàng, mong được giao lưu cùng quý cô chú anh chị các bạn ạ. Đầu tiên là cây số 1, cây bán thành phẩm hả cô chú anh chị? Dạ. Yeah. Chiều cao của cây cốt chính là 1,5m cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Đo hảo cái tàng ngang ha, tại vì cây chưa vô dây nước nào ha. Tàng ngang hiện tại là 1,2m. Nằm chậu lọt lòng 80 hả cô chú anh chị. Cây có bộ đế khá khủng ha, một thân một cốt chân cành hả cô chú anh chị. Đế nồi đế trên mặt là khoảng 200 á cô chú anh chị ơi. Dạ. Cái này cũng đều dách luôn nha quý cô chú anh chị. Giải thì nó bấu bấu xuống không ha. Cây này ghép cúc thọ hương hả cô chú anh chị. Dạ. Đế dưới đây nó còn dữ lắm hả cô chú anh chị, nhưng mà này mình trồng mình ấy ha, thức đế là có hết trơn hả cô chú anh chị. Tứ quý ghép cúc thọ hương một cục đế luôn nè cô chú anh chị ha. Rồi. Cây này có thốc thân là 3 tấc 7. Hoành vị trí này là 49 nè cô chú anh chị. Dạ. Kéo gì là được 51 rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi mã số 1 xin giao lưu cô chú anh chị, giá là 27 triệu cô chú anh chị. Cây này cốt cành đều luôn á với cô chú anh chị, một cốt luôn ha. Này là cúc thọ hương ghép. Ghép cúc thọ hương. Dạ. Cái cây này nó hơi bị nghiêng ha cô chú anh chị, cái này nữa có chắc có năm sau cô chú anh chị mới chỉnh lại được ha. Chồng dạ. Cây nó hơi bị nghiêng rồi. Lúng. Trực tàn chi cành đều luôn ha cô chú anh chị. Chi cành đều á cô chú anh chị. Mình ghép đủ chi đều tàn luôn anh ha. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu ạ? À, mã số 1 xin giao lưu cô chú anh chị giá 27 triệu. Cây này con bao ship bán kính 200 km ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này đi xe tải ha. Cái phôi thân là cốt cành đều luôn á cô chú anh chị. Cây gắt lực hết cô chú anh chị, một thân một cốt tròn đều lên tới trên ha. Đế thì khá đế ha. Để con kéo hào cái củ đặt coi. Dạ. Quên rồi. Củ đặt vị trí này được 82 cô chú anh chị. Nở củ lắm nha. 82 củ đặt. Dạ rồi, cô chú anh chị mình đăng ký liên hệ với số điện thoại Nhiệm ha cô chú anh chị nha. Cái này ví dụ cô chú anh chị mình không chơi cúc thọ hương thì cô chú anh chị mình rút lại thêm là nhịp rồi mình ghép lại giống mới ha. Dạ. Rồi, mình đổi cây luôn anh ha. Dạ, cây số 2 nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của cây mã số 2 là cao 1,2m cô chú anh chị ơi. Dạ, một cốt luôn nha cô chú. Một cốt hay cô chú anh chị. Cụ đế dữ lắm hay cô chú anh chị. Ừ. Lớn cây của chú anh chị. Sổ nào mà trên này nó gom đặc đế luôn đó chú nè. Tứ quý mà giờ hàng nồi đế của này vô vườn săn cũng hiếm ha cô chú anh chị. Một thân một cốt ha. Hàng nó cạn theo thời gian. Đế thì đều dách luôn á cô chú anh chị nha. Cái này về cô chú anh chị lượt cái dàn đế ngoài là cái cũ dữ lắm cái cũ ha cô chú anh chị. Ở trong là nó còn đặc hư nữa ha. Về cô chú anh chị mình chồng mình lượt đế lại là cái nồi đế dữ lắm cái nồi đế. Trên này thì nó gom một cái củ nha. Chỗ này là đặt hệt luôn ha. Chiều ngang là khoảng gang tay có chú gì. Bệt đặt ha. Ở trong còn đế lót ha. Này về cô chú anh chị mình lượt lại mình trồng cái khoảng này ha. Khoảng này là cái củ dữ lắm cái củ của chú anh chị. Rồi, con xin báo thông số. Hoành thân đo nhiều vị trí cô chú anh chị. Vị trí này không cắn nở là 39. Vị trí này là 46 hả cô chú anh chị. Dạ. 46 thì nó dướng chi tử con đo nhiều vị trí ha. Cây thốc thân được 10 17.
Nơm sổ được 4 tấc 3. Cốt cành số 1 là được 19 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tổng nồi đế của cây là trên 200 á cô chú anh chị. Tổng nồi đế trên 200. Kéo xe năng là đi chú ơi. Chứ cái này đế sổn nó đều dắp đế luôn, không trống bên nào luôn cô chú anh chị. Trồng rễ là bự bự không luôn nha. Cốt cành này đóng tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2 xin phép giao lưu quý cô chú anh chị, giá là 28 triệu hả cô chú anh chị. Dạ. Cho một cây tứ quý nội đế khủng khiếp ha. 28 triệu nha cô chú anh chị, mã số 2. Dạ rồi. Rồi tiếp theo mã số 3 là cây tứ quý một thân một cốt hả cô chú anh chị. Dạ. Cây sắc lớn luôn nha cô chú anh chị nha. Hoành lớn ha, hoành dạ. 60 ha. Cây lùng hả cô chú anh chị. Cái này tròn cây lắm nha cô chú anh chị. Đế bỏ tứ diện nha. Đế nó không giữ nhưng mà bỏ tứ diện nha. Cây này đi đường dài khá hay nha. Rồi cái này nhìn nó cũng dốt lắm. Ở đây nó có cái thẹo sam hả cô chú anh chị, phẳng tay cái ha. Nói chung là nó khô chân hả cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị về mình có thể mình nghiên cứu mình cắt bỏ luôn ha, mình lấy đọt lại ha. Dạ, đùng lực quanh lớn luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi, em xin rất thôi luôn ạ. Rồi, quanh thân vị trí này là 60 đúng hay cô chú anh chị? Dạ. 60 đúng. Đo cao lên khớp này là 49 hay cô chú anh chị? Dạ. Cây rất là năng ha. Lên vị trí này cũng còn 48. Tổng chiều cao từ mặt bầu lên là 65. À, đường kính bầu ngang là hiện tại là 62. Rồi mã số 3 xin phép giao lưu quý cô chú anh chị, giá là 27 triệu hết cô chú anh chị. Cây tứ quý 60 hoành ha. Hàng này giờ đi vô vườn cũng khó kiếm cô chú anh chị. Hoành tầm đạp 60 là giờ khan hàng cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi, em đỡ luôn ha. Có cây tứ quý lùng lực dốt bức măng ha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 4. Cây bonsai lùng lực nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị về mình ép chậu mình gông vô tí nữa ha. Dạ. Cây dữ lắm cây cô chú anh chị, củ nó đặc hết. Cây này dốt cây lắm nha cô chú anh chị. Như cái mục măng vậy nè. Cốt cành cái này cô chú anh chị, cái này mình đóng về lợi dày về sửa mệt luôn. Dạ. Rồi em xin số đo 3 vòng luôn ạ. À. Tổng chiều cao của cây là được 36. Dạ. Cái này đo nhiều vị trí hả cô chú anh chị? Ngay cái thớt này ha. Thớt này là 35 nè. Thớt này là 40. Dạ. Kéo cái bệnh đặc này là 49. Đó. Cái đọt nó còn nhỏ xíu nè, cây 40 hoành ha, cái đọt. Đọt còn có 13 cô chú anh chị. Dạ. Rồi mã số 4 xin giao lưu với quý cô chú anh chị, giá là 3 triệu 800 ngàn cô chú anh chị. Tiếp dạ, theo là mã số 5. Tứ quý luôn hả cô chú anh chị? Dạ, em này thì cũng cốt thành có điều luôn cô chú anh chị nha. Cây này cái củ đế nhìn khéo lắm hả cô chú anh chị? Nguyên cái củ đế ha. Nở củ, mấy cây nở củ này lên chậu nhìn đẹp lắm cô chú anh chị. Này dạ. Dạ, 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 dạ. Cốt cành thì có cô chú anh chị, mình ghép ra màu chơi ha. Tổng chiều cao của cây là 78. Dạ. Rồi hoành thân vị trí này 40 cô chú anh chị. Dạ. 40 ha. Này dây đế nó nở tròn hết cô chú anh chị. Kéo hạo cái chất chữ A cũ đặt chỗ này cô chú anh chị. Rồi bê đặt vị trí này là 70. Dạ. Rồi mã số 5 xin phép giao lưu cô chú anh chị, giá là 7 triệu 900 ngàn cho một phôi tứ quý 40 hoành. Dạ, 7 triệu 9. Dạ rồi. Chú anh chị, cây này là cây phá cách ha. Đâu có bây giờ đất, cái phần đất thì đâu có cạnh đâu mà anh phải để... Cây này cũng lùng lực lắm cô chứ, có củ đế luôn đó hả?
Cây này về cô chú nuôi mình dẫn đọt lại ha. Dạ em xin xách ra rồi ha. Rồi tổng chiều cao cây là 49. Cành phóng ra được 36. Rồi hoành vị trí này 40 cô chú anh chị. Dạ. Hơi cắn rồi, hơi cắn nước rồi. Rồi, 37 cô chú anh chị ơi. Dạ. Hồi nãy nó hơi cắn thước. 37. Đường kính bầu ngang 43. Rồi mã số 6 xin phép giao lưu cô chú anh chị giá 4.200.000. Dạ, tới quý cây lùng lực các cô chú anh chị. Dạ, em đã luôn nha. Dạ. Mã số 7 cũng là một em tới quý nữa nha cô chú anh chị. Quá trời cái nồi đế của chú anh chị, cây nó hoành nhỏ mà nồi đế khủng khiếp à, nguyên một cục nó cuộn trong đây nè. Để nó gói gói, nó lượn lượn như sợi mì vậy đó cô chú anh chị. Hết biết cái nồi đế của chú anh chị. Này nữa về cô chú anh chị mình khui bầu ra mình trồng cái mình bóp nhẹ lại một số cọng ha, mình sửa lại một số cọng là cái cây dữ lắm gom cô chú anh chị. Cây này cũng có cành cũng khá là thương không gì ha. Dạ, em xin xếp ra luôn ạ. Tổng chiều cao của cây là 85. Dạ. Nôm sổ được 3 tấc 3. Rồi, hoành vị trí này 27 cô chú anh chị. Dạ. 27 hoành ha. Cái này là cũng có cái củ nữa đó cô chú anh chị. Cái nồi đế của nó là 160 cô chú anh chị. Cây hai mấy hoành mà nồi đế kinh khủng khiếp luôn. Cái củ lửng vị trí này là 112 cô chú anh chị. Củ lửng này nó về cô chú anh chị mình khui ra, mình đạp vô nhẹ vô ha, là dày đế. Dễ nó lộn trong anh luôn cô chú anh chị. Mã số 7 xin phép giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 6.900.000. Dạ, 6 triệu 9 nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Dạ, cây mã số 8. 7 rồi phải. Rồi, tiếp theo là mã số 8. Dạ, mã số 8. Rồi, cây bonsai lùng lực tàn đa hết cô chú anh chị. Cây này có tổng cộng 9 đọt hả cô chú anh chị? Dạ. Số đẹp ha, 9 đọt. Có đọt chủ luôn nha cô chú. Cây này già cây lắm ha cô chú anh chị, cái thất đế nè, bắp đế rất lớn nha. Rất khéo cây. Ở trong đây nó còn cuộn cái củ trong đây nè. Dạ. Cây này cũng không có trống dách nào luôn cô chú anh chị ha. Rồi, em xin báo cái thông số. Tổng chiều cao cây là 54. Dạ. Hoành thân đo một vị trí cô chú anh chị, 38 ha. Đường kính bầu là 57. Rồi, mã số 8 xin phép giao lưu cô chú anh chị là 7.500.000 cô chú anh chị. Rồi, 7 triệu rưỡi nha cô chú anh chị ha. Cộng rễ là lực lực không mới với cô chú anh chị. Đế bắp thôi cô chú anh chị. Rồi, mã số 9. Tứ quý một cốt đế đặt hay cô chú anh chị, bệnh đế đặt ha. Khối đế luôn á cô chú anh chị, đập kẹo luôn nha, mà nó nơm nơm nha mấy cô chú. Cái này không có dùng cái cây mà chọc cái đường hết trơn á cô anh chị, là cứng coi đúng vậy. Một cốt trực mà cốt cành cũng khá nha cô chú anh chị. Dạ, dạ. Rồi xin báo thông số cô chú anh chị. Tổng chiều cao cây là 76. Dạ. Rồi, hoành vị trí này là 28 cô chú anh chị. Vị trí này là 38. Cái ngắn củ đặt vị trí này là 62. Tổng hoành đế là 93. Rồi, cây mã số 9 xin phép giao lưu cô chú anh chị giá 5.700.000. Mã số 9. 5.700.000 nha cô chú anh chị.
Em đã luôn nha. Tùy cô chú anh chị, cây này gắt quái à, quái từ đường thân tới bộ đế à. Cây này xưa nằm trong cái xô mớp đó cô chú anh chị. Nè, khui ra mà xô mớp nó còn chưa hết nữa. Cái bộ đế nó nhìn nó vuông vuông nha. Nó rẽ nó gối cho mày nè cô chú anh chị. Hàng này hàng quái cô chú anh chị. Chủ nhà xưa còn để đây miếng ton nữa nè. Còn miếng ton nữa nè. Hàng quái cô chú anh chị. Rẽ nó gối nó lượn cho mày nhìn nó quái lắm nha cô chú anh chị. Đường thân lắc gắt đẹp cô chú anh chị. Cây này khéo cây mà quái luôn hả cô chú anh chị. Rồi xin báo cái thông số cô chú anh chị. À, tổng chiều cao của cây là 79. À, nơm sổ đứng được 2 tấc 9. Đường kính bầu ngang 30. Chiều dài là nó 50. Rồi, hoành thân vị trí này 27 cô chú anh chị. Nó còn nở dưới ha, mà tại dướng cộng rễ hay cô chú anh chị. Mấy cây này quái ha, già cây. Rồi mã số 10 con xin phép vô lưu quý cô chú anh chị, giá là 9.500.000 ạ. Dạ, 9.500.000 nha cô chú. Cái đường thân thực lắc rất là duyên nha cô chú anh chị. Đây, siêu phẩm mây vàng. Quá trời cái khói đế hả cô chú anh chị ha. Hàng nằm thao cô chú anh chị, bể thao rồi. Này là đế thao luôn rồi ha. Cái này nó có mấy cọc lọc nè ha cô chú anh chị. Xù trứng lọc ha. Ở dưới này có cục đế đặc luôn á cô chú. Cây này lên chậu nhìn đẹp lắm ha cô chú anh chị, nó cục khánh khến à. Nhưng mà nhìn giót cây lắm á cô chú anh chị nha. Giá mềm cô chú anh chị. À, tổng chiều cao cây là 50 cô chú anh chị. Rồi, hoành vị trí này là 42. À, cái đo cái cục nguyên cái cục nở này đi. Nguyên cục nở này là 80 nè cô chú anh chị. Dạ. 80 ha. Nghiêng cái cục nu này. Nghiêng cục nu này là 28. Rồi, mã số 11 xin phép cho lưu cô chú anh chị, giá là 5.800.000 cô chú anh chị. Một phôi mai vàng. 5.800 nè cô chú anh chị ha. Cái này đúng bonsai lùng lực luôn á cô chú anh chị. Cái này ép chậu nhìn mặt đế bên đây phê lắm ha cô chú anh chị. Mã số 12. Phôi mai vàng cốt cành. Cái này nhìn cũng rót cây lắm cô chú, chi cành thì lực lực không luôn ạ. Cái này cây này già cây á cô chú anh chị. Đế cây gấp vậy à? Nó gom cục đế cứ ngắt luôn nha cô chú anh chị. Một thân một cốt. Chân cành đóng đều đẹp. À, xin báo cái thông số. Tổng chiều cao của cây là được 90. Dạ. Rồi hoành thân vị trí này 43. Hạo cái nồi đế. Nồi đế vị trí này là 110. Nó hiện tại xổm được 20 á cô chú anh chị. Rồi phôi mai vàng mã số 12 cây cứu clip xin được giao lưu cô chú anh chị, giá là 9.200.000 cô chú anh chị. Dạ, 9.200.000. 9.200.000 một phôi mai vàng. Nó một thân một cốt. Cục luôn á cô chú. Rồi con cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi. Thấy có ân ý phôi nào thì ủng hộ con, con xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị ha.